Xin chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại YouTube nhà AMD. Trong video này mình sẽ tiếp tục mở hộp và đánh giá cho các bạn một mẫu sản phẩm đèn sưởi mới đến thương hiệu Codeman. Đây là mẫu đèn sưởi hai bóng có mã là K2BQ, và như các bạn thấy thì bên ngoài vỏ hộp thì đã được in rất rõ hình ảnh sản phẩm. Tương tự như các sản phẩm đèn sưởi khác ở Codeman thì ở bên ngoài vỏ hộp ở phía cạnh bên chúng ta sẽ luôn có phần thông số kỹ thuật được in như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có đèn sưởi nhà tắm, có chức năng sử dụng ở đây là làm ấm nhà tắm này. Về công nghệ ở đây là làm ấm trực tiếp, sử dụng bóng đèn phát tia hồng ngoại để sưởi ấm. Mã sản phẩm ở đây là K2BQ, đèn sưởi hai bóng treo tường. Với công suất tổng ở đây là 550W. Kích thước tổng thể là 40 x 22 x 20cm. Và được khuyến cáo lắp đặt ở vị trí có độ cao khoảng từ 1,9m, chiếu thẳng vào vị trí tắm. Bóng đèn hồng ngoại ở đây sẽ có khả năng chống nước và chống nổ này. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng là 3 năm. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Đây, mẫu đèn sưởi chúng ta cái trong hộp như thế này. Và đây, mẫu đèn sưởi hai bóng của chúng ta. Đó. Đi kèm với đèn bên trong hộp chúng ta sẽ có các phụ kiện như sau. Trước tiên chúng ta sẽ có một cái phiếu thẻ bảo hành này. Cái phiếu thẻ bảo hành này sẽ ghi rất là chi tiết các điều kiện để bảo hành, các thông tin để bảo hành, cũng như là cái phiếu này sẽ được dập dấu xác nhận là hàng chính hãng. Tiếp đến sẽ là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt. Trong cái tập sách này sẽ có một cái ốc vít lở đi kèm để chúng ta bắt vít đèn vào tường. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái giá treo bằng inox như này để giúp chúng ta có thể bắt vít đèn treo lên tường này. Đó, tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Quay trở lại với mẫu đèn sửa hai bóng của chúng ta thì như thường lệ thì trước tiên mình sẽ đánh giá về thiết kế cũng như mức độ gia công hoàn thiện. Về thiết kế thì mẫu đèn sưởi này về phía mặt trước sẽ có điểm nhấn từ hai cái bóng đèn hồng ngoại màu vàng có kích thước lớn như thế này, rất là ấn tượng. Và phần vỏ của đèn sưởi sẽ được sơn chủ yếu là dạng màu vàng đồng mạ nhám phay xước, khá là sang trọng. Và phần giữa này, ở phía giữa của mặt trước thì chúng ta sẽ có một số chi tiết điểm bằng những cái hoa văn dập nổi này. Và ở phía bên trên này chúng ta sẽ có cái logo thương hiệu Codeman cũng được dập nổi như thế này. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ có hai công tắc bật tắt đèn được ký hiệu màu ghi rất là rõ ràng như này. Và phần dưới phần công tắc này sẽ được tạo điểm nhấn bằng những cái hoa văn dập nổi. Đó. Về tổng thể thiết kế thì mình đánh giá mẫu đèn sưởi này có ngôn ngữ thiết kế cũng khá là đẹp mắt, sang trọng. Đánh giá về chất lượng gia công hoàn thiện thì cũng tương tự như các sản phẩm Codeman khác mình đã từng đánh giá trên kênh YouTube nhà 5D. Thì mẫu đèn sưởi này cũng có một phần vỏ được làm chủ yếu từ vật liệu bằng nhựa, với chất lượng gia công lắp ráp rất là cao. Ở đây các bạn có thể soi từng góc cạnh của sản phẩm này thì các chi tiết lắp ráp vô cùng là kín, rất là kín và hầu như không có chi tiết lỗi hay chi tiết thừa nào, rất là chắc chắn. Đối với các mẫu đèn sưởi Codeman thì phía bên trên vỏ của đèn sưởi chúng ta sẽ luôn có một con tem như thế này. Đây là con tem chống hàng giả các bạn nhé. Đây là con tem chống hàng giả được dán đè lên phần lắp ráp giữa phần vỏ trước và vỏ sau để đảm bảo rằng đây là hàng chính hãng, chưa qua sửa chữa thay thế linh kiện. Ở phía mặt sau của đèn sưởi thì ở phần vỏ luôn được đục rất nhiều những cái lỗ như thế này. Những cái lỗ này sẽ có chức năng là thông hơi, tản nhiệt cho đèn sưởi. Và gắn kèm với mẫu đèn này chúng ta sẽ có một đoạn dây nguồn. Đây, đoạn dây nguồn này sẽ có màu đen và có chiều dài khoảng từ 3m. Có chiều dài khoảng 3m. Với cái phần rắc cắm dây nguồn, đây là rắc cắm hai chân tròn các bạn nhé. Đây, rắc cắm hai chân tròn. Đi đến một phần quan trọng nhất của sản phẩm này đó là các bóng đèn sưởi. Ở đây chúng ta sẽ có hai bóng đèn hồng ngoại rất là lớn ở phía mặt trước như này. Cả hai bóng đèn này đều là sản phẩm chính hãng của Han. Thương hiệu Han. Đây, các bạn có thể soi phần bề mặt của đèn sẽ được dập thương hiệu Han này. Các bóng đèn sưởi của Han ấy thường sẽ có một số tính năng ưu việt như sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai bóng đèn hồng ngoại màu vàng có khả năng giảm chói các bạn nhé, có khả năng chống chói giảm chói. Và cả hai bóng đèn này sẽ đều sẽ có khả năng chống nước này và chống nổ. Khả năng chống nổ rất quan trọng bạn nhé, bởi vì những bóng đèn này sẽ được sử dụng trong thời gian dài với nhiệt lượng lớn nên là rất cần khả năng chống nổ. Và bên cạnh đó, mỗi bóng đèn này sẽ có công suất mỗi bóng là 275W. Và sẽ đem đến cho chúng ta tổng nhiệt lượng là 550W giúp sưởi ấm. Về tuổi thọ và độ bền thì các bóng đèn của Han ấy sẽ có như nhà sản xuất công bố là khoảng 10.000 giờ sử dụng, tương ứng với khoảng từ 6 năm, rất là bền. Sau khi đấu điện vào, giờ mình sẽ bật thử cho các bạn xem nhé. Đối với công tắc ở bên tay trái này, mình bật lên thì cái bóng đèn ở bên tay trái sẽ được bật. Và khi mình giơ tay để như này thì mình sẽ cảm nhận được ngay cái nhiệt lượng bóng đèn này tỏa ra với khoảng 275W công suất, cực kỳ là ấm. Và đối với công tắc ở bên tay phải, nó sẽ bật cái bóng đèn ở bên tay phải.
Và để bật cả hai bóng đèn này, chúng ta phải bật cả hai công tắc này lên. Đó. Nhiệt lượng tỏa ra cực kỳ là ấm luôn, với tổng công suất là 550W. Để lắp đặt và sử dụng mẫu đèn sưởi này thì như nhà sản xuất đã khuyến cáo các bạn nên lắp treo lên trên tường với độ cao khoảng từ 1,9m hướng về chỗ các bạn tắm. Và ngoài hướng về chỗ các bạn tắm ra thì bạn có thể hướng về chỗ các bạn có thể thay đồ, soạn đồ để sưởi ấm. Trên đây là video mở hộp và đánh giá của mình đối với mẫu đèn sưởi hai bóng chính hãng của thương hiệu Cotman, có mã là K2BQ. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này cũng như là các sản phẩm đèn sưởi chính hãng của Cotman, các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.